Rồi. Ở những nơi không có bàn thờ Phật hay như ở phòng riêng mà con muốn thọ pháp Đầu Đà, ngăn oai nghi nằm một đêm thì phải thực hành như thế nào? Trong A Tỳ Đàm, mỗi tâm khi sinh khởi chỉ tồn tại trong một sát na rồi biến mất. Vậy khi chúng ta học bài hoặc học kinh cho thuộc, hoặc cố ý ghi nhớ một cảnh thì những bài học ấy hoặc ký ức ấy sẽ chứa ở đâu? Khi cần liền nhớ lại vị vậy ký ức đó từ đâu tới? Và khi ta học bài hoặc học thuộc kinh cho thuộc lòng thì có phải là đang gây tập quán nghiệp hay không? Xin thưa với quý vị đó. Thứ nhất á, là cái nơi mà không có bàn thờ Phật mà muốn muốn thọ Đầu Đà đó thì mà nếu quý vị không có cái cơ hội tới chùa thì quý vị có thể hướng về cái hướng mặt trời mọc á, có là hướng về hướng đông ha. Rồi quý vị nghĩ tưởng đến Tam Bảo, quý vị đảnh lễ Tam Bảo và sau đó quý vị phát nguyện thọ Đầu Đà. Nhưng mà phải nói là cái cách này là cái cách mà nó chẳng đặng đừng, nó chẳng đặng đừng. Chứ còn cái pháp mà Đầu Đà đó, cái pháp Đầu Đà đó là nên, một là nên đến đảnh lễ Bảo Tháp, hoặc là nên đến đảnh lễ một cái vị tỳ kheo đó, thì sau đó thì chúng ta thọ cái pháp Đầu Đà thì nó tốt hơn. Cái chuyện mà chúng ta hướng về hướng đông để mà chúng ta xin thọ pháp Đầu Đà đó, là coi như là không còn cách nào nữa chúng ta mới làm, chứ không nên xem đó là một cái phương tiện thuận lợi để mà chúng ta làm. Nó giống như khi mà chúng ta ăn cơm bình thường, chúng ta ăn, chúng ta có tiền thì đương nhiên nên ăn đầy đủ các cái loại chất để mà nó bổ dưỡng ha, có chất đạm, có chất xơ, có chất này chất kia nó bổ dưỡng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghèo quá đó, thì thôi ăn cơm với rau thì nó cũng qua ngày, mà nghèo nữa đó thì thôi ăn cơm trắng với lại muối, muối hộp cũng cũng được. Mà nghèo nữa đó thì thôi chịu khó ăn cháo, mà nghèo nữa đó không có cháo thì mới qua nhà hàng xóm mà xin cơm thừa canh cặn mà mình ăn. Có nghĩa là nó kẹt lắm, nó đuối đế lắm rồi thì mình mới phải xài cái cách này, chứ không phải là đây là một cái cách mà nó ưu tiên ha. Nhớ như thế, cái cách mà sư nói nó có là hướng về hướng mặt trời đó mà xin thọ pháp Đầu Đà là cái cách cuối cùng rồi, không còn cách nào nữa mình mới làm thôi.